Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta tối ưu chiến dịch quảng cáo Google AdWords bằng cách tìm ra những cái từ khóa phủ định và loại trừ nó. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái tài khoản mà mình đang xem trên màn hình. Đầu tiên, chúng ta phải đi đến cái chiến dịch tìm kiếm. Đây, chiến dịch tìm kiếm này đang chạy. Chúng ta kích vào phần từ khóa và sau đó là cụm từ tìm kiếm. Một số bạn không hiểu thế nào là sao lại có từ khóa này rồi là cụm từ tìm kiếm nó khác gì nhau. Thực ra hai cái từ này nó rất khác nhau. Từ khóa có nghĩa là những từ chúng ta mua quảng cáo Google. Đây, ví dụ chúng ta mua từ thiết kế nội thất. Nhưng mà chúng ta mua từ khóa là một chuyện, còn nó thực tế Google, hành vi người dùng họ search từ nào và Google cho chúng ta hiển thị quảng cáo lại là từ khác. Cái cụm từ tìm kiếm là cụm từ thực tế khách hàng đã search ra, để khách hàng đã search và kích hoạt quảng cáo của chúng ta. Đấy, nó khác với việc chúng ta mua. Chúng ta có thể là mua từ, ví dụ như là tôi đang để từ thiết kế nội thất và đối sánh cụm từ, thì chúng ta mua từ thiết kế nội thất, nhưng mà thực tế có thể họ search từ thiết kế nội thất giá rẻ chẳng hạn, thì đó chính là cụm từ tìm kiếm. Nhưng mà từ chúng ta mua thì là thiết kế nội thất, và từ khách hàng họ search và quảng cáo chúng ta được kích hoạt là thiết kế nội thất giá rẻ. Đấy, mình giải thích qua là các bạn có thể nắm được. Và bây giờ chúng ta sẽ kích vào cụm từ tìm kiếm. Và các bạn nhớ chọn tất cả thời gian để chúng ta có thể tìm được nhiều từ hơn. Và sau đó chúng ta sẽ tìm xem là thực tế những cái từ khách hàng nào search mà không phù hợp với cái sản phẩm của chúng ta, thì chúng ta có thể là loại trừ cho từ khóa phủ định. Từ khóa phủ định có nghĩa là chúng ta khi mà cụm từ tìm kiếm khách hàng có từ khóa đó thì quảng cáo của chúng ta sẽ không xuất hiện, quảng cáo chúng ta sẽ không được kích hoạt. Đấy. Thì nếu mà chúng ta tìm được những từ khóa mà nó liên quan mà nó không liên quan mà đang kích hoạt quảng cáo của chúng ta thì chúng ta có thể loại trừ để tiết kiệm chi phí và để quảng cáo chúng ta hiệu quả hơn. Đây, ví dụ như là đây các bạn, mình có một cái nho nhỏ là các bạn nên sắp xếp thứ tự những từ khóa trong cụm từ tìm kiếm theo cái số thứ tự là từ cao xuống thấp, có nghĩa là để chúng ta ưu tiên những từ nào mà hiển thị nhiều nhưng mà lại ưu tiên những từ nào hiển thị nhiều để biết xem là cái quảng cáo chúng ta nó đang chạy ra sao. Đây, ví dụ như là những từ để đặt thêm, ok, giá thiết kế nội thất, thiết kế nội thất chung cư Bắc Hưng, mẫu nhà đẹp, báo giá thiết kế nội thất chung cư cũng có chút liên quan, tư vấn thiết kế nội thất chung cư, ok, thiết kế Maxity khá là liên quan. Thiết kế nội thất nhà cấp 4. Hình như đây không phải đối tượng mục tiêu của mình. Mình sẽ loại trừ cái từ cấp 4 này đi. Tại vì khách hàng này của mình là khách hàng hướng tới đối tượng khá là cao cấp, nên họ sẽ không thiết kế nhà cấp 4. Đây, chúng ta để mà cho vào cái từ khóa phủ định của tất cả các chiến dịch. Đây thì chỉ có một chiến dịch search đang chạy thôi, nhưng mà có một cách là các bạn có thể vào thư viện đã chia sẻ này, các bạn kích vào từ khóa phủ định. Cái này áp dụng khi mà các bạn có rất là nhiều những cái từ khóa, rất là nhiều chiến dịch, thì chúng ta có thể thêm vào đây và chúng ta áp dụng cho nhiều chiến dịch khác nhau, như vậy thì nó sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn. Đây, thực ra là mình đã có sẵn một cái danh sách này rồi. Trước là mình đã loại trừ một số. Mình cũng loại trừ khá nhiều rồi. Đây, mình chúng ta thêm này. Ví dụ từ cấp 4. Cấp 4 này. Đấy. Thiết kế nội thất giá rẻ, quy trình thiết kế nội thất, người xuất
từ quy trình thiết kế nội thất thì chắc không phải là khách hàng, khả năng không phải khách hàng cao à, nhưng tỷ lệ thích trên hiển thị cũng rất cao này. Nhưng mà mình theo cái quan điểm của mình thì những người xuất từ quy trình thiết kế nội thất thì khả năng họ đang tìm một cái khác, chứ không phải họ 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 thuê một đơn vị thiết kế nội thất. Quy trình nhiều khi cái tìm từ khó phủ định nó cũng dựa trên quan điểm của từng người, và chúng ta còn phải xem là những cái từ đấy nó có dẫn đến chuyển đổi không. À, cũng phải xem lại này, từ quy trình thiết kế nội thất thì này cũng khá nhiều chuyển đổi à, chưa chắc đâu. Xem từ thiết kế nhà cấp 4 nào. À, thiết kế nhà cấp 4 có chuyển đổi, nhưng thực ra là tại vì cái chuyển đổi này mình đang đo là dựa trên những người vào website chúng ta trong thời gian lâu và họ xem nhiều trang, thì có thể họ vẫn xem nhiều trang, họ vẫn ở lâu, nhưng mà thực tế họ lại không phải là khách hàng mục tiêu. Và trừ khi chúng ta có những cái đo chuyển đổi nó rất là rõ ràng, như đăng ký vào form hay là gì đó. Và tuy nhiên trong cái website khách hàng này thì chưa có những thông tin vậy để chúng ta có thể cài đặt được. Thiết kế nội thất nhà nhỏ. Thực ra khách hàng này cũng không không tập trung vào nhỏ đâu, họ muốn to hơn thì chúng ta sẽ phủ định từ nhỏ. Thuyết minh biện pháp thi công nội thất căn hộ à, chắc bỏ từ thuyết minh đi. Thuyết minh thiết kế nội thất trung minh, cái nội thất tân cổ điển, tư vấn thiết kế sơn à, từ sơn này cũng không phải là cho phủ định. Tư vấn thiết kế nhà tập thể, chúng ta cứ đi từ trên cao xuống thấp để xem là những cái từ khóa nào nó không phải từ khóa liên quan. À, tài khoản này mình đã lọc một lần rồi, đâm ra là các bạn có thể nhìn thấy là rất ít những từ khóa mà hoàn toàn không liên quan. Đấy, những từ này thì cũng đều là những cái từ mà có thể là mua hàng. Một số nào, một từ nào mà chúng ta thấy cảm thấy những từ đấy là những từ thực sự là quan trọng thì thứ nhất là từ đấy là từ mua hàng của chúng ta, và thứ hai là từ đấy là có cái lượng hiển thị nó khá ổn, thì chúng ta nên thêm nó vào trong trong cái quảng cáo của chúng ta đấy. Đây, ví dụ như là thi công nội thất tân cổ điển, thiết kế nhà đẹp, ví dụ như thế. Nếu mà chúng ta có cái dịch vụ này đấy, nội thất biệt thự tân cổ điển, thì chúng ta cũng, nếu mà chúng ta thực hiện những dịch vụ này và chúng ta nhìn thấy là nó đang xuất hiện ở đúng những cái nhóm quảng cáo, những cái chiến dịch của chúng ta mong muốn, thì chúng ta có thể thêm vào, thêm dưới dạng từ khóa. À, theo mình thì mình nên thêm vào dạng đối sánh cụm từ. Đây là một cách, nếu mà ít thì chúng ta làm này được, còn nếu mà nhiều hơn thì chúng ta cứ thêm, sau đó chúng ta tí chúng ta kích vào tab từ khóa, chúng ta triển một loạt. Đấy. Ok các bạn, đây mình sau mình lưu lại. Sau đó các bạn đấy.
Ok. Đấy, xong rồi nếu mà chúng ta muốn áp dụng nó với những chiến dịch nào, các bạn click vào đây áp dụng cho chiến dịch này. Xong rồi đây được có chiến dịch để chúng ta chọn. Thì đây mình chỉ có hai chiến dịch mình tìm kiếm thôi, mình áp dụng cả hai rồi. Lưu lại, mình đã lưu. Đấy, đây là mình hướng dẫn các bạn một cách cơ bản để chúng ta tìm ra những từ khóa nào là từ khóa phủ định sau khi mà chúng ta chạy chiến dịch, chúng ta loại trừ nhằm tiết kiệm chi phí quảng cáo. Bài sau mình sẽ trình bày những cái tip khác. Bài hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.